Chị chào kể cả các bạn. Toàn bộ là hai gia đình là đang rất là khí thế, làm việc rất là khí thế. Hôm nay có mini về đây là hai gia đình càng khí thế hơn. Fausto, forza. Igual cobra não. Đây là một gia đình lớn của nhà bạn Marcelino. Uma famina grande. Bánh grande. Uma famina bánh grande. Công việc của hai gia đình bây giờ các bạn ấy làm rất là khí thế. Hả? Ele tenne. Sì. Até 2030, Martinho, muita família. Casa, tá bom. Casa? Ok. Você casamento eu pagar? Eu compro tudo de coisa. Tá bom. Da mulher. Tá bom. Ei, então já casado, não foi? Meni ainda. Ei, ainda ficou lá. Meni já quantos anos? Já 15. Já 15 ainda, falta mais dois. Aumentar dois anos. 18 anos, hein? Sim. Eu quero o mini escola bom, não quero casar cedo. Sim. Não tá bom casar cedo. Còn bạn Martinho, bạn Marcelino vừa trêu là năm nay là bạn Martinho sẽ lấy vợ. Cứ lấy vợ thì mình sẽ mua sắm sửa các thứ cho bạn ấy. Quan trọng là bạn có lấy vợ hay không. Bạn Martinho bạn cũng rất là cẩn thận, bạn căng dây xong rồi là bạn ấy cuốc rất là đẹp. Sau này mình sẽ để cái bậc này ở phần đằng trước này, một bậc là các bạn ấy vừa có thể ngồi được này mà cũng có thể đi lại được. Riêng cái bậc lên xuống là như vậy. Mà sushi. Mà sushi não aguenta criança. Só do não. Só do não, olha gì, é bom. Hôm nay thời tiết cũng rất là mát, như kiểu là trời thời tiết cũng sắp mưa nhưng mà chưa mưa được, cũng khoảng tầm vài chục ngày nữa mới mưa được cơ. Các bạn ấy có đủ thời gian để cuốc được phần sân này, dọn dẹp được nhà cửa và cuốc được hai bên hông này. Có đủ thời gian là như vậy. Còn hiện tại là hai gia đình nhà bạn này, hiện tại là hai gia đình mà mình đang giúp đỡ này, là hôm vừa rồi mình cũng đi thuê đất nhưng mà chưa thuê được, hiện tại là vẫn chưa thuê được. Năm nay khả năng là sẽ không thuê được đất mà vẫn phải trồng đất ở dưới kia. Ở dưới kia thì đất thì gà nó phá rất là nhiều, mình đang tìm cách để trồng những cây lương thực là mà để gà nó không phá, nó không ăn. Cái quan trọng đất nhất là bây giờ là các bạn ấy đi làm thuê thì cũng không được bao nhiêu tiền mà các bạn ở đây thường làm thuê là đi phát cỏ thôi nên là tiền nó không có nhiều, lúc nào quanh năm cũng đói. Thì mình cũng đang hướng là thuê đất cho các bạn ấy nhưng mà chưa tìm được. Ở quanh đây là người dân vào mùa này là họ bắt đầu là phạt cỏ trồng các loại cây rồi mà bây giờ mình vẫn chưa thuê được đất cho các bạn ấy. Meni thì cháu rất là khỏe, thanh niên. Cháu năm nay mới có 15 tuổi thôi. Tres pesos. Bạn Marcelino không nhấc được cái xe kia lên nữa rồi.
Pusa com ca sinh pusa so để sa any data data pusa. Depois mas sem nuno vai fazer sim. É se pode any passa. Depois passa. Pusa mai ca cu de mau pusa mai ca cu de mau depois data. Any sai tu du te kha. Sáng nay thì là các bạn ấy cũng đã chuyển được 20 can nước lên để đổ ở đây rồi thì nó rất là ẩm. Các bạn ấy cuốc nó cũng đỡ mệt hơn và nhanh hơn. Nên là nhìn đất nó ẩm như này. Hôm qua là mình bảo các bạn mà sáng nay các bạn làm ngay. Các bạn đi đổ nước vào đầu tiên xong bây giờ nó hút ẩm, nó ẩm xuống cuốc rất là dễ và nhanh. Cháu mini mệt quá không nói được. Cần sa đù nó phá la bông. Cảm ơn kè. Mình vừa sang nhà Antonio để mình mượn búa chim về. Ở bên này có một cái thôi, mà cái kia là của bác dê. Cái này nhỏ thì các cháu cũng rất dễ cuốc, mà các cháu cũng rất thích cuốc cái búa nhỏ này. Thì búa nhỏ nó sẽ dễ cuốc hơn, nó nhẹ hơn, nó không mệt. Còn cái búa kia thì rất là nặng. Chỗ này thì ngày mai nữa là cái sân này của nhà bạn ấy đánh bay hết thôi. Rất là nhanh. Còn bây giờ mình xuống dưới vườn này. Thì bạn Maria đang đi lấy củi dưới này. Bạn nên lấy củi về để chuẩn bị bữa cơm trưa và bữa tối. Sao lên nhỉ? Rất tí ra mùi tù. Ở đây là rừng nên là rất là nhiều củi. Các bạn ấy cứ đun hết năm này qua năm khác cũng không hết củi. Rất là nhiều. Esse labra canh. Não sei. Esse no trabalho. Esse pode plantar aqui bom. Planta. Planta aqui bom. Frente casa muito bom. Chỗ vườn này của nhà nào bỏ hoang đây mà họ không trồng trọt gì cả. Một chỗ này mà phát đi là cũng mất rất là nhiều công, tại vì là rất là nhiều cây to. Có nhiều cây to thì làm rất là vất vả. Khai hoang là cũng khá là vất vả khu này. Hiện tại là bạn Maria đã chuyển hết gạch rồi. Còn gạch của nhà bạn Massinino thôi. Thì bạn Massinino sẽ chuyển. Còn bây giờ bạn ấy sẽ giúp đỡ là nấu nướng cho hai gia đình. Ở đây rất là nhiều cây dại, mình cũng không biết nó là cây gì. Ở đây rất nhiều cây dại, có hoa, có quả rất là nhiều. Không biết là cái cây này là cây gì.
Dạ. Tên phá. Dạ. Ainda. Muito. Sim. Ok. Ở trong rừng châu Phi là rất là nhiều loại hoa. Ở đây con mặt chắc là quanh đây cũng có tổ rồi. Còn ở kia bạn Maria là cũng đã gom được hết củi rồi. Bạn ấy chuẩn bị trên đường về nhà. Rừng nó trong này nó rất là rậm nên là bạn đi lại cũng rất là khó khăn. Esida kabo kotamae kiso. Bạn ấy đang để củi đây rồi, còn một ít đây nữa là chỗ này là bạn ấy sẽ buộc vào là ok thôi. Là mình với bạn ấy là về. Giờ thì bạn Maria bạn đang bó củi rồi. Bó xong là mình với bạn Maria sẽ về trên nhà. Không biết là bạn Maria bạn sẽ vận chuyển như thế nào, chắc là bạn cũng cho ăn đầu bạn đội thôi. Ê Taki. Mọi người đang gọi mình rồi, thấy mình đi lâu quá không về. Ê Taki, giá vô ta, giá to vi. Nào nó bệt đê. Mọi người trên nhà không biết là đang nói bàn nhau chuyện gì mà nói chuyện to, ở dưới này nghe rõ. Chính ra thì bạn Maria thì bạn ấy chỉ cần chặt cái dây ở quanh đây là bạn ấy buộc vào là cũng được thôi, chứ không cần nhất thiết là phải mang dây theo. Dây thì của bạn là chẳng qua là bạn ấy xé cái mảnh vải ra bạn ấy buộc thôi. Dale, de sale va. ¿Quién sale? Sí. No, cap, katana. ¿Dónde está aquí? Está bien, mete encima. Esa leña. ¿Dónde mete eso encima? Sí. Sí, ¿dónde está? Já tá bom? Por aí vai frente. Nên là bạn Maria cũng đã kiếm được một bó củi to rồi. Chỗ này đun phải chắc 2 ngày mới hết được. Trước khi bạn lên trên nhà thì bạn cũng đã cho thêm một cái gỗ không buộc để cái gỗ to trên này bạn ấy đội theo người. Không biết đi ngang đường có rơi không.
Từ đây về nhà thì khoảng tầm mấy chục mét thôi, không xa. Ủi là bạn ấy cũng đã trả về đến đây rồi. Caillou. Mà sao gì? À dư lê va lanh xì mà. Lê văn ta, lê văn ta. Bomba agora. Cava banh ha vít đù. Mà sơ xì. Cháu cũng đã cuồng hết tay rồi, không thể làm nữa rồi. Nhưng phải ngồi làm ra đất rồi. Là tên đề. Telephone, você cozinhar de susu ou não provar? Próximo semana. Sim. Eu não vou falar isso na zoga, assim. Como? Vai sim, ele conhece. Não. Ela sei. Bạn Mati nhủ bạn rất là cẩn thận. Bạn ấy đánh mặt bằng luôn để sau này làm rất là dễ mà nó cũng rất đẹp. Bên đủ vị đó rồi. Ô nó đủ vị. Ô vị. Mà tại vì cái tác já tá errado. Admitemos que eu tô. Isso não é errado, isso é um debate. Dois pau é se pode cotar. Dá sua opinião. Você perguntaram se é o quê? Trabalho falar fofoqueiro muito, trabalho não tá bom. Falto. Eu fico lá embaixo aí, eu falar, peço falar muito, tem many. Falto. Fofoqueiro muito alto. Sim, você falar muito alto, eu fico lá embaixo, ouvi tudo. Công việc của các bạn ngày hôm nay thì cũng vẫn như ngày hôm qua thôi. Sân thì ngày hôm nay là các bạn tiến triển thì nó nhanh hơn. Hôm nay là bạn Mini, hôm nay Mini đã về đây và đã giúp đỡ bố mẹ làm việc nó khí thế hơn. Có thanh niên thì công việc nó trôi chảy và nó nhanh hơn. Video của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn mọi người video tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ kênh của Tô Ly Phong Cuộc Sống Châu Phi ngày hôm nay. Bye bye tất cả các bạn. Bye bye chị các bạn. Bye bye tất cả các bạn. Bye bye chị các bạn. Handa vai Matinho. Bye bye tên cả các bạn. Bye bye chị chào các bạn. Bye bye chị các bạn.